Không gặm đâu. Sẹo. Răng sắc cứ gặm dây. Đây là sẹo và lõm. Ừ. Ok, có cần phải xích mỗi đứa một chỗ không nhỉ? Nào. Nhìn đây nào. Nào nhìn đây nào. Ây. Hơ bông cọc. Chỉ cửa dùng xích sắt được thôi nào. Hey, sẹo ơi. Không. Nó gặp một tí là đứt luôn vậy. Không phải chuyện đùa đâu. Ừ. Đây 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 đây, xích đây. Hey. Lõm ơi. Lõm. Ừ. Chào sẹo. Lõm ơi. Ừ, chào lõm. Đây. Body của lõm và sẹo. À, mọi người sẽ nhìn thấy nó có cái điểm chung là cái chân của con cọc nó thon chân. Chân nó rất là thon này. Nhìn này. Đây. Chân rất là thon chân, chân sau của nó gần như nó thẳng. Khi nó đứng là gần như thẳng. Nếu nó đứng rướn là nó sẽ thẳng tắp đấy, không nhìn thấy khuỷu chân đâu. Còn nó đứng theo kiểu bình thường đây này, nhìn cái chân này. Đấy. Và đứng bình thường thì gần như là cái chân nó thẳng. Đây, con lõm này. Lõm mà sau lõm sẽ ghép với lại sẹo, đang chờ lõm lên giống. Lõm thì một con cái rất là to. Thể trạng con cái rất là to. Chờ tí để chỉnh lại cho mỗi con đứng chỗ. Bắc Hà nó đang ồn. Ok, để anh chỉnh lại cái dây một tí nhá. Để nguyên cái máy quay ở đây để quay này. Để chỉnh lại cái dây phát. Nào, hai đứa đâu rồi? Này, nó có cái màn trời. Cái video nó làm cái video nó bị tối đi. Hai đứa. Kinh không ngon. Chưa đến lượt Kinh. Con nào ăn đấm đấy. Đứng yên đấy nhá. Đây, thế này. Hey. Sẹo ơi, sẹo, không phá. Nào. Sẹo ơi. Sẹo. Con này cái dây này nó cắn là nó kinh khủng lắm. Xích đây. Nào, nào, nào. Cái mồm. Bắn nha, xích dây rồi đấy. Sẹo ơi. Nó cắn. Sẹo. Sẹo ơi. Cắn là đứt dây luôn. Ừ.
sẹo và lõm. Sẹo ơi, sẹo. Trời, quá đẹp, quá đẹp. Nào, nhìn đây nào, hai đứa song long hí châu. Hey, song long hí châu kìa. Con lõm hí mà con sẹo không hí à? À sẹo ơi. Đấy, nhìn con cọc đấy, thần thái vãi nhái chưa. Thần thái của nó cảm giác là nhìn con chó nó rất là có một cái độ, một cái nét gọi là hoang dã. Nó cái kiểu đẹp của nó là cái kiểu khó diễn tả, nhưng mà nó theo kiểu nhìn nó rất khỏe khoắn. Nó hơi cục mịch một chút, nhưng mà thế thì nó lại lộ ra cái nét khỏe khoắn và hoang dã. Đây, hôm nay quay là muốn giới thiệu với mọi người lõm. Lõm là một con cái mà mình đoán là trên bản này cực kỳ ưng ý. Đấy, sẹo đấy. Lõm ơi, lõm, ra đây. Lõm, ra đây. Chính đây. Nhìn cái mũi của chúng nó rất là đặc trưng nhá. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Con đực thì lúc nào đầu nó cũng to hơn con cái, nhưng mà cái mũi của chúng nó thì rất là đặc trưng. Cái trán rất là rộng. Đây, nhìn cái trán của chúng nó, cái trán của con chó nó rất là rộng. Đây nữa, nhìn cái trán. Đấy. Ok. Ok. Thế cho sẹo ra nhá. Bây giờ anh sẽ cho con sẹo ra này. Cho con lõm đứng yên đấy này. Nhá. Cho sẹo ra nào. Tháo cái vòng xích cho sẹo nào. Tháo hẳn cái xích ra cho sẹo nhá. Yên đấy nhá. Đây, để này đi. Quay trong lúc tháo xích này. Nào sẹo ơi. Sẹo. Xích đây. Xích đây. Ok. Chào lõm. Lõm ơi. Lõm. Lõm ơi. Đây nha, để đây để nhìn cái con lõm một tí này. Xem là ngắm cái chỗ nào để cho nó thật là, xem nào, phải nhìn được cả cái chân của nó. Ok, thế này là nhìn được cả chân rồi đấy. Thank you.
không nghịch vào cái đấy. Đấy. Nhìn cái kiểu người của chúng nó. Nhìn nó lực. Nhìn nó rất là mảnh chó. Nhìn con chó nó có một cái độ mảnh nhưng mà nó lại có một cái độ vuông. Và nhìn cái bắp của nó rất là nổi. Lõm ơi. Chạy đâu? Cái hướng chân chạy của chúng nó thì để ý là nó chạy nó hơi hơi hướng vào giữa. Lõm ơi. Sẹo. Sẹo ơi. À, phải đi đánh dấu đã. Đấy. Y rằng. Thôi lại đây đi. Đâu rồi? Hai đứa. Con kinh không ngon. Ơi. Đâu nhỉ? Làm kiểu gì để gọi cho nó lại đây được? Thử vỗ tay. Chào sẹo. Ok. Trời. Trời. Chào sẹo nhá. Chào sẹo đẹp dai nhá. Sẹo đẹp dai quá. Nhờ. Để anh chỉnh cái máy quay cái đã. Ừ thế cũng được. Trời. Sẹo đẹp dài quá. Sẹo. Trời nó chạy qua. Rồi. Nào nằm xuống. Vừa chơi vừa quay video. Tiện. Cứ chơi với chó là lại có video quát lên. Thế thích không. Thế nuôi chó nó mới sướng nhở. Sướng nhất là nuôi chó. Vừa được chơi vừa được quay video. Đây, cái chán của sẹo này. Sẹo có cái chán rất là rộng nhá. Chứ không phải là không rộng đâu. Cái chân này. Mọi người để ý cái chân của chúng nó này. À, có ý kiến thì cho ra là cái chân của con cọc này do nó đây là nó ở miền núi nó ăn thiếu chất cho nên là cái chân nó có cái độ thuôn chân, cái độ thon. Nhưng mà theo mình thì không phải đâu, nó là cái cấu tạo xương. Đấy. Thôi Loki ơi, không nói Loki, Loki lại lắm mồm mà. Loki. Trẻ con nó không nói được chứ là lớn rồi này cũng không nói được nữa thì còn nói năng gì. Đấy. Xong con Loki lại đến con kinh. Toàn loại trẻ ranh. Mãi không chịu lớn. Nhè, sẹo nhè. Chúng nó là toàn thành phần trẻ ranh. Không có thua. Nhà, ngửa cái cổ lên nè. Đi xem là trong máy quay đã có mặt sẹo ở trong đây chưa. Nào không. Sẹo này lấn lên thì còn nói năng gì. Nè, nào xuống. Đâu rồi? Nào nằm xuống nè. Ừ, được, thế được. Thế là có mặt ở trong máy quay rồi đấy. Nào xích vào đây nào. Có đứa nào vào đây không? Ghen chủ đấy. Thôi sẹo ơi. Để kệ em đi. Lõm vào đây. Lõm. Lõm vào đây nào. Đọ răng. Đọ răng đùa.
ấy. Kiểu nô của chúng nó. Rồi, ở đây, thôi xẹo. Xẹo, thôi, không nô nữa. Nô thế thôi. Nô nữa anh đấm cho đấy. Cái kiểu của bọn này là nó có cái kiểu nghịch, nó hay kiểu gặm nghịch. Đấy, kiểu thế. Kiểu chơi của chúng nó. Nào, không biết là có con nào nó kêu ia là bọn này nó lại hóng. Con kia nó lên giống sẹo hàm hố liền mấy hôm, thành ra là gầy hóp bụng rồi. Hàm hố vừa thôi nhá, để cho tự do là hàm hố quá. Ok, quay sẹo tí nhá. Quay sẹo tí rồi chúng ta. Sẹo ơi, sẹo, sẹo ơi. Ra đây, ra đây, ra đây. Con lõm đâu rồi, lõm ơi. Lõm ra đây. Thôi sẹo ơi, cho nó ngồi cùng với. Lõm xích đây. Sẹo cứ phải nhận vào mình ấy hả? Nào, lại tị nhau. Định quay mà qua một tí mà không được, cho nó tị nhau. Thôi ok, xin chào mọi người nhé. Sẽ hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Sẽ giới thiệu lần lượt từng cái con bông cọc của bản bông cọc TV. Đấy, răng đứng đấy. Ok, sẹo ơi, sẹo. Ok, quay đây mà, video đang quay đây này. Sẹo ơi. Úi sổ ơi, ông phê ông thòi à. Thỏ son ra. Sẹo ơi. Đây, có cái người của lõm đây. Lõm ơi. Đây mà. Hay. Còn lõm nó vẫn mải chơi lắm. Nhè, sẹo nhè. Lõm vẫn mải chơi lắm. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.
Nào sẹo nhìn đây nào. Chơi một mình thích một mình một chủ. Ok. Con lõm nó to gần bằng sẹo rồi đấy. Rồi đi. Đây. Vào đây.